ăn cái đèn đầy đúng không? Giờ mua lại cái khác. Mà đáng lẽ không có định mua, nhưng mà tại đi ra mua gỗ và làm cái hang đá cái thấy nó rẻ, nó xuống 10 đồng nữa, còn giờ còn 39 đồng, hôm bữa mua 49 đồng còn 39 đồng. Nắng ná hơn mua đại luôn. Giờ mình sẽ không gắn ở dưới nữa, mình chơi lên cái cây chẻ vô, ông nọ nó lấy cũng không được nữa. Giờ bắt đầu mình làm à. Đó, cái này là gọi là cái zip tie nè. Đó đây là gọi là cái zip tie. Giờ mình buộc nó vô thôi. Đó, giờ là gắn lại cái khác rồi. Mấy chế đó chắc lấy không được. Rồi mình gắn ở đây nè. Đó, mình chỉa ra đây. Nó nằm trên cây luôn. Look at that. Tức bộ nghe đậm người. Giờ mình đi tới cái mò là cái khu shopping center. Cái này không phải lớn của Tứ Bay, nhưng mà nó là chỗ mà mò dành cho những người nhà giàu. Giàu của Tứ Bay này. Thì mình vô thì mình chỉ mua có đồ giày thôi, có 30-40 đồng thôi, nhưng mà ở đây nó mới có. Chứ bản thân mình thì năm đi mò chân lần à. Nhiều lúc còn không đi nữa. Cho nên có dịp may mắn chắc năm có một lần thì hôm nay mình đi được. Bây giờ mình lên đây mình quay cho các bạn coi. Đây thì toàn là những cái nơi mà nhà giàu nó ở trên này không ạ? Lazarus nó đâu có giàu đâu. Nhưng mà nó ở trên này. Nó tại nó làm việc cái này, nó ở trên này. Nó mướn căn nhà một cái phòng nhỏ, có một phòng một thôi, ngàn đô. Này gọi là uptown. Hình như nhớ năm ngoái cái ngày hôm nào mình ở đây mình chụp tấm hình với ly nước đó, nhớ không? Nha, đây là chỗ cái mall nó gọi là Linus Mall. Hay tụi Mỹ nó gọi là Linus. Giờ mình đi vô. Đó, khi các bạn vô trong này là nó có khu nhiều khu vực khác nhau, Macy, Sears, JCPenney, thì giờ nó đang ở Macy. Đây là cảnh cây thông ở trong cái mò. Mall này nhìn nó hàng sang. Mall nào thì nó cũng có cây thông với ông già nó đang đứng để chụp cho mình chụp hình nữa. Đẹp ha. Mình thì không thích mua sắm nên để vợ mình mua, mình đi qua vòng vòng chơi thôi. Giờ đi dọc dọc coi ha. Đó, đây là cái tiệm Gap. Việt Nam mình cũng có bán. Còn đây là cái tiệm bán sô-cô-la. Có mai của kho nằm bên kia kìa. Bên dưới Abercrombie & Fitch 50%. Này thời mình Sủ Nhi mình hay vô đây mua đồ mà. Giờ chơi đồ bô mọc nhiều. Hãng bán Apple á. Ở nơi bán Apple nè bên này. Mình đi vô, mình vô chỗ Adidas thôi, mình cần vô chỗ này thôi. Vô mua đôi giày không dài à.
vô đây mua không định là mua đồ cho con mà tại nó đái ướt quần rồi, giờ phải vô mua mà tả hay quá, đái ướt quần luôn rồi. Dưới là tiệm ăn á, có tiệm sushi này như đây này. Kia thì có California Pizza. Khúc này nó gọi là food court, nghĩa là mình chỗ mình tới ăn thôi. Đây tiệm van. Dạ, mình thì đang ở trong chỗ Forever 21. Mua đồ trọng. Đồ này thì bán giá cả phải chăng cho với trẻ mặc. Chỗ này chỗ bán kem. Nhìn cái bông luôn. Ăn gì hết. Đó, cái bông à. Đây là cái ly mình mua ly trà, trà đu đủ vỏ trân châu. Cái này người ta mua cái bông là người ta thấy là cũng đi chụp hình à, tốn tiền. Tại mày tên là Amorino. Nó cho em là ấy giết và đút vô thôi. Nhỏ chân miếng bự quá. Chị cho em hỏi cảm giác của chị như thế nào vậy? À, đôi này là đôi đồ nhái nè các bạn. Các bạn thấy. Còn đôi này là đôi đồ thiệt nè. Trên sự khác biệt với hai đôi vậy hả? À, sự khác biệt á. Đôi cái đôi này mới giống hơn nè. Đó. Còn tại đôi mình là đúng ra mấy cái đôi giày nè hồi 8-9 năm về trước là nó đã có rồi. Nhưng mà tại vợ mình thích cái kiểu cũ nên mới mua. Lúc đầu tưởng có 30-40, ai ngờ đâu nó bán cho tới 80 đồng mỗi đôi. Đôi này 70 hả? Đôi của vợ mình là 70, đôi mình là 80 đồng. Xót tiền lắm mà thôi, vợ thích thì mua tặng vợ. Trời chứ, ơi. Chứ hồi Thảo không thấy trên Facebook thằng kia nó mua cái giỏ sách biết bao nhiêu không? Nhiều. 6.200 cho nhỏ vợ đó. Thôi thống. Này các bạn thấy, đây là cái đồ nhái hồi trước mình đi học mình mang mấy đồ này không ạ? Là mang đồ nhái rồi tiền đâu mua đồ thiệt. Tự nhiên thấy thầy mặc đồ Mỹ nên mới chạy đi mua thịt bò bít tết về. Tại tiếng Việt mình còn gọi là thịt bò bít tết á. Thì này coi anh làm gì đi nha. Các bạn coi. Đây, cái này là thịt bò steak. Mua nó có nhiều loại lắm nhưng mà mình thích ăn loại này thì nó bán 6 đồng 50, gần 1 ký. Rồi bên này thì mình cũng có mua, nó gọi là crab key, giống như là mấy cái thịt, nó mấy đồ nhồi, nó nhồi vô bỏ vô trong cái mai của con rùa, con cua. Thì thành phần nó gồm có cua, cá, trứng, rồi lúa mạch, rồi có đậu nữa, đậu nành á. Đó thì sau khi mà mình cho microwave 3 phút, cái mình cho vô cái lò nướng, nướng nó cho nó nóng lại đem mà ăn thôi. Nhưng mà mình để nhiệt độ thấp tại mình chưa ăn giờ nên nướng từ từ thôi. Cái giờ tới tỏi, đáng lẽ Mỹ tụi nó ướp thịt bò nó không hề có tỏi,
nhưng mà nó chỉ ướp có muối với lại tiêu thôi, mình bỏ thêm tỏi cho nó thơm vậy thôi. Mình sẽ làm thịt bò. Thì hay gì làm dài, mặc dầu ăn thì mình chơi bơ. Bây giờ là món thịt bò nè. Nhìn nó máu vậy thôi chứ nó hơi hơi máu thôi à. Để gì vậy? Đây là món cua. Còn đây là mì Ý nè. Có đồ chua nè. Rồi bên này có french fry nè. Để nó thảo lát thôi. Đây, cũng đợi nha. Không, nó chín nè. Mấy này thì sống. Mấy này nó còn sống. Cũng hơi hơi chín hết là nè. Chào bà. Mà muốn ăn crab cake mà ngon đó là xuống dưới Savannah cách đây 4 tiếng ăn món crab cake của nó bán có 3 đồng thôi mà được 2 cái rất là ngon, tên là The Crab Shack nha. Ai mà xuống Savannah thì tới tiệm ăn. Này là món cuối cùng của mình là mì spaghetti. Nó còn gọi là mì Ý. Trộn chung với thịt bò ăn cũng được. A video camera converts the picture into a television signal.